về nhà, em về nhà. À, em về đây, về đây. Mong qua đây tôi lo được. Tao à, đây là đồ giảm đàn chí mạng nha nha, nhóc. Từ từ anh ơi, từ từ, anh lấy nồi lên, nắm chèn nó là nó chết luôn nha. Giả cho cái mỏ nó liền đúng không anh Khánh? Đúng rồi, em cho nó phê luôn. Chớ ràng, cho nó phê liền. Ừ, đánh với phê là phải phê thôi. Tính tiền cho phê. Đúng rồi. Từ 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 từ. Cho anh, cho anh. Để đai được anh ơi. Ờ được á. Để tăng trước nha. Ui, ngày sớm mất Khánh. Rồi em hết máu rồi, còn chụp quán cái này chứ. Tụi hết máu, em đéo nói, em có cái miệng làm gì Khánh. Giờ đến còn làm gì hơn nào. Phải tăng cái anh tự biết chứ. Trời, sinh ra mỗi một con người có một cái mồm, em hiểu không? Cái mồm, okay. Là để ẵn. Là người ta ẵn lên như vậy. Ví dụ lần sau mà em cảm thấy là em đéo nó được. Anh mất ơi, hết máu, anh chạy ra. Thì em hãy làm như vậy nè. Em lỡ thích một đứa bạn nó rất là xinh, em thì bình thường theo anh em phải làm sao bây giờ? Từ bỏ đi em, đéo có tuổi đâu em à. Ê con nào đứng này nè, nào đứng này nè. Không, không, không. Ê, nóng đá nè, nóng đá nè. Chà, đây mình tôi. Chà, đây mình tôi. Một lát, một lát, một lát. Tao nhìn nó hung hẳn quá vậy. Nó mạnh lắm anh ơi, em quýt không lại nó đâu. Mày biết khùng hả Khánh, anh không biết là Akali. Không. Tao kiếm súng mà. Có Akali đó là đéo có tuổi với anh. Anh có cái chiêu là chịu hồi con Volibear lên. Hãy đi ngoài đường nắm tay bà chủ vô soi nhiều quá. Rồi cầm chuột là không quen. Bởi vì những anh em nào mà FA thì mới thấy thương cho anh em lắm. Đúng. Ê, rồi. Ê, cái này khá giải kìa. Bình thường mà, cảm giác FA nó cũng bình thường thôi đúng không? Đó. Trời ơi, sao hai thằng... Trời, tao quên là thằng Sup với thằng AD của mình nó phế vật mày ơi. Đợi tôi nói mấy ông mà. Mấy ông mà bị người ta cà khịa mà suốt ngày chỉ biết kêu dislike là mấy ông là mấy ông rất là kém phải không? Giờ thí dụ mà mỗi một lần mấy ông bị cà, người ta cà khịa, mấy ông thử nghĩ một cái gì đó hay ho để nói lại người ta chứ kêu chơi đụng chạm được dislike. Ngoài cái dislike đã làm được gì nữa không? Ui cái gì vậy? Nga thêm nỉu rồi nè. Qua đây, qua đây, qua đây, có ai đây, không có ai đây gì vậy? Nè chúng nè. Trời ơi. Thiếu anh giết thêm đó luôn. Rồng này bỏ luôn cho ta. Quýnh đi, quýnh đi. Mày bỏ gồng là lát gồng sao là mặt đó. Chơi nó luôn. Rồi, giết được kìa rồi, hai thằng. Ba thằng. Kìa anh, qua kêu anh, bên đây kêu luôn anh. Thôi, thôi, thôi. Đây chứ thằng trên áp. Hay đi. Tao nói cái thằng mà kêu gọi anh em sự ba mít thư đó. Là mày là tao me rồi đó. Một lần nữa thôi là tao cho ra đảo đó. Trước
Tới lúc đó đừng hỏi tại sao nước biển lại lại có nhiều cướp. Team chết dân rồi. À, giúp bà lại đi. Chị hết luôn anh ơi. Sợ liền, sợ liền. Ê, bao lâu anh? Thân lắm mấy chị cho chiều đó nha. Chờ nó bằng em. Mày thấy con gấu lạ đây mày muốn chạy. Ăn đi anh. Đi được luôn. Đồ rồi nha, lát mày ăn đi. Mình đâu có là... mình chạy có hai le nào để ra đi boss đi. Ở này nè nè, quốc Dana luôn nè, quốc Dana luôn nè. 5 đồng hồ nha, 5 đồng hồ không lát á. Ủa, ngay đây kìa. Theo đây đó kìa. Ông Bính quen hả? Chưa vô quy. Đứng luôn. Đứng trụ với anh. Rồi, máu rồi. Nè, hai đây hết máu anh ơi. Hai cái ly hết máu rồi. Đại chứ được. Ê, hai người ăn bê đâu được nha. Hãy lưu lại cái anh ơi. Trời ơi, thằng này đi. Ôi, ba thằng mà bị. Trời ơi, thôi, nghỉ đép luôn đi. Nhìn thằng AD kìa. Không rờ, không gì hết luôn. À, Rai thì nuôi con Anthony quá tốt. Tưởng AD gần ra mạnh anh ơi. Bê đâu. Em rồng rồi, đường năng rồng anh ơi. Ờ, hết trận đua Levi. Xong, end luôn á. Bún mít end luôn. Thì phải đép cái boss ấy nha. Không, con Akali đây nè, đép gì. Mình ba con mà. Ok. Kệ nó. Em về được cái ơi. Về được. Thấy này là em về. Em về đi. Một bên em tôi lo được. Hổng với tao nè. Tao lên đồ giảm đam chí mạng rồi nha. Nhóc. Lên rồi, end luôn anh. End luôn. Anh gấu ghê mà, tán nó không chịu nè. Chưa. Cho nó luôn. Giết nó xe. Ồ, cho em đi giết luôn. Viên hộ. Mát hộ. Chấm mít luôn.